Dạ vâng, đầu tiên cho em gửi lời chào, lời chúc sức khỏe trân trọng nhất đến toàn thể các bác và em đam mê PCB trên mọi miền tổ quốc nhé. Các bác chơi Condo FX truyền thống Benjamin. Rất vui được gặp lại các bác trong những video như thế này của shop đấy. Hôm nay em rất vui để tiếp tục thông báo đến cho em khi anh em mua bơm sẽ được tặng miễn phí một cây đèn XMLT6 này. Đấy. Đây, cái này bao gồm một đèn, một quả pin các bác và một cái sạc đấy. Cái này giá thị trường đang bán đâu đấy khoảng 2 lít các bác nhé. Hôm nay các bác mua ba cái mô bơm này sẽ được tặng miễn phí một cái đèn như này nhé. Đây, cây đèn này anh em nào thẻ xoay cầm tay cũng rất chiền, ok, hoặc anh em lắp vào củi của mình. Hoặc các bác không lấy cây đèn đấy thì tặng cho bác một cuộn băng keo 3D, một cuộn băng keo dàn di vải như này nhé. Cuộn này là cuộn to nhé, dài 10 mét các bác nhé. Đấy, tặng cho bác đã tặng thì tặng toàn đồ xịn, không tặng toàn đồ vô vẩn như một số máy các bác nhé. Đấy, một số máy em thấy tặng một cuộn băng keo bé về các bác cuốn không đủ đấy, nên em tặng cho bác một cuộn băng keo to để về anh em cuốn đủ cây, còn thừa thì thôi mình cho trẻ con chơi nhé. Đấy, hai món quà này tặng cho anh em một là lấy đèn pin, hai là lấy băng keo nhé. Ở đây em lên cho bác cái bộ hộp sim này là để anh em thay sửa van các bác nhé. Hộp sim này thay sửa van rất chi là ok này. Đấy, con hộp này là hộp sim xanh, hộp sim xanh chịu nhiệt chịu áp lực cao các bác nhé. Hộp sim xanh chịu nhiệt chịu áp lực cao. Cái hộp van này thì là hộp sim van đa năng, các bác sửa tất cả các loại van. Trong này có 15 bộ phận các bác nhé. Có 15 bộ phận để đủ để anh em thay sửa. Mỗi bộ phận anh em thay sửa 5 lần nhé. Đấy. Bộ này giá công khai là 250 nhé. Cái sim này là sim xanh chịu nhiệt chịu áp lực cao cực kỳ là tốt đấy. Đây hai đầu số điện thoại của shop đây. Các bác nào muốn mua hàng vui lòng gọi điện đến hai đầu số này nhé. Đấy. Còn bây giờ em giới thiệu cho bác về hai cái ba cái dòng bơm nhé. Đây, cái con bơm này rất chi là đỉnh đám các bác nhé. Đấy, cái con bơm này xịn sò. Đây là bơm VIP hiệu sư tử các bác nhé. Đấy, thân bơm là bằng carbon chân gấp. Đấy. Bơm VIP hiệu sư tử, thân bơm carbon chân gấp nhé. Đồng hồ sẽ là đồng hồ dầu, lọc ẩm sẽ là lọc ẩm to nhé. Đây, van xả áp đây, các bác này, van xả áp đây. Cái hàng này là hàng của Nhật, các bác lưu ý nhé. Có chữ VIP hai con sư tử. Đấy, các bác nhận diện thương hiệu nhé. Đấy. Lọc ẩm các bác nhìn lọc ẩm siêu to khổng lồ nhé. Đấy. Cái này thân carbon bao cho anh em bơm nhẹ. Mẫu này các bác bơm khoảng 300 đến 350 cân trên một lỗ nhạc nhé. Đấy. Con này thì các bác lấy rất chi là nhiều. Các bác mua con này giá công khai 1.300.000 nhé. 1.300.000 con mẫu bơm VIP hiệu sư tử. Các bác mua tặng một cái đèn pin như này. Đấy. Hoặc tặng một cái cuộn băng keo như này các bác nhé. Đấy, giá của con này 1.300.000. Anh em nào muốn mua thì vui lòng gọi điện đến hai đầu số này nhé. Đến nơi em kiểm tra hàng đúng chất lượng, đúng mẫu mã, đúng mô tả hàng cho em. Đây cho bác con thứ hai. Con thứ hai đây là con bơm đại bàng nhé. Đấy, con bơm đại bàng này thì đây, con bơm đại bàng này. Đồng hồ to, lọc ẩm to, chân gấp. Đấy, con đại bàng này thì nó có một chút khác so với con này. Con này thân bơm làm bằng inox 3 lớp nhé. Trong này đã có sẵn nước làm mát. Đấy, có sẵn nước làm mát. Cơ cấu con này sẽ là làm mát bằng nước đấy. Đồng hồ cũng là đồng hồ dầu thôi nhé. Đấy, mẫu này, hai cái mẫu hàng của Nhật này thì sẽ bảo hành cho em 12 tháng nhé. Đấy, con này chân gấp khá là xịn sò này. Đấy, con này bơm lên cũng rất chi là nhanh và nhẹ nhé. Đấy, con này bao cho em bơm 300 đến 350 cân cũng trên một lỗ nhạc nhé. Hai con bơm này bảo hành cho em 12 tháng, thời gian bảo hành cực kỳ là dài nhé. Các bác mua con này cũng được tặng một cái đèn pin như này nhé. Đấy, một đèn pin hoặc một cuộn băng keo đấy. Tặng quà ấy, thì bên em có nhiều chương trình tặng quà. Các bác thích lấy đèn pin thì bảo là shop ơi tặng cho anh đèn pin. Thích lấy băng keo bảo tặng cho anh băng keo nhé. Không đến lúc em chả biết các bác lấy cái gì. Để ví dụ các bác thích cái băng keo nhưng tặng đèn pin đến nơi các bác lại mắng em khó đúng không? Đấy. Thì các bác thích cái gì cứ bảo em luôn nhé để em tặng cho bác đấy. Con bơm thứ ba lên cho bác thì là em sẽ lên cho bác một con bơm đồng hồ to lọc ẩm to nhé. Phiên bản đặc biệt của FB con báo đấy. Đây, cái con bơm em giới thiệu đến cho bác ngày hôm nay đây. Đây, con này là bơm FB con báo đồng hồ to lọc ẩm to chân gấp nhé. Đấy, con này thì nó là bản đặc biệt nhé. Bản đặc biệt thì nó như thế nào em cũng nói luôn. Bản đặc biệt này nhé, bao cho anh em bơm nhanh bơm nhẹ nhé. Các bác lấy con này, em sẽ tặng cho em một chai nước làm mát hoặc những cái quà như này. Các bác thích lấy cái gì em tặng cho bác cái đấy nhé. Đấy, con này bơm FB con báo bản đặc biệt thì anh em bơm lên cực kỳ là nhanh và nhẹ, giá hợp lý đấy, trong tầm tiền. Con này thì em bảo giá công khai cho anh em nhé, 900.000 nhé. Bơm FB con báo phiên bản đặc biệt, con này là 900.000. Bác nào muốn mua con này thì alo, còn các bác mua bản thường ấy, không phải bản đặc biệt thì nó nặng hơn một chút, thì nó chỉ khoảng đâu đấy 750-800 thôi.
con này bản đặc biệt thì bơm nhanh nhẹ hơn các bác nhé. Đấy, còn FB con báo nó có một bản thường nữa các bác nhé. Đấy, bản thường thì bơm nó nặng hơn một chút nhưng nó lại rẻ tiền. Nói chung là tiền nào thì của đấy rồi, các bác ham rẻ thì bơm nó không thể sang xịn mịn được. Con này 900, các bác mua cũng tặng cho bác một cái đèn siêu sáng nhé, hoặc một cuộn băng keo đấy. Đây, con nào cũng có quà đấy. Đấy, các bác thấy con nào có quà nhé. Đấy, các bác thích lấy quà nào tặng cho bác quà đấy nhé. Đây, hai đầu số thoại của shop đây. Ví dụ các bác thích con bơm VIP hiệu sư tử này, các bác bảo em ơi bán cho anh con bơm VIP hiệu sư tử nhé. Các bác nhìn này, hàng loại một nhìn nó thật đúng không, nọc ẩm nó to nhé. Quá Novo VIP sư tử hoay nhé. Đấy, con này 1,3 triệu. Con này các bác thích con bơm đại bàng này 1,2 triệu, các bác bảo em ơi bán cho anh con bơm đại bàng giá 1,2 triệu. Con này bơm bản đặc biệt giá này 900. Đấy, thì quà các bác thích lấy quà gì thì bảo em các bác nhé. Đấy, đến nơi em kiểm tra hàng trước khi nhận nhé. Hàng này đều là hàng bảo hành thời gian cực kỳ là dài, nên 12 tháng cho em, nên anh em chơi những cái hàng của em thì các bác yên tâm về chất lượng và cái độ bền thôi nhé. Đấy, còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại em trong video sau. Cảm ơn các bác đã theo dõi video của em.